Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại channel của mình. Thì hiện nay có rất nhiều các bạn hỏi mình cách mà đổi hình nền trên ứng dụng VCD D-Bank, rồi những câu hỏi như là cài đặt ngôn ngữ như nào, em chốt cài tiếng Anh rồi là đổi về tiếng Việt như nào. Và có các bạn lại hỏi muốn chuyển vượt quá hạn mức là 100 triệu ở Vietcombank để mặc định, thì bây giờ em muốn chuyển quá cái mức đấy thì làm như nào. Thì mình cũng không thể nào giải thích tất cả cho các bạn được. Thì mình làm một cái clip này thì những câu hỏi mà các bạn hỏi mình sẽ trả lời qua cái clip này. Bây giờ mình đang nhập vào cái ứng dụng để mình trả lời cho các bạn. Đây là điều đầu tiên mà mình vào ứng dụng nó sẽ như thế này. Vì nhiều bạn hỏi cũng hay thắc mắc mình ở cái phần bên dưới này. Tức mình quay về bên trên, phần bên trên này các bạn thấy có danh mục như là quét mã rồi chuyển tiền, nạp tiền điện thoại, khóa thẻ. Nhưng mà các bạn đã thắc mắc là tại sao bên dưới mình kéo lên nó lại như lại có cái khung này. Thì mình giải thích qua cái khung này, nó cái ưu điểm nó là vẫn như cái trên, nhưng mà tại sao nó lại có cái khung này. Thì đây là một cái ứng dụng mình tùy ý và sắp xếp, nó gọi là ứng dụng nổi bật. Thì đây để mà thay đổi cái khu vực giữa này thì các bạn chỉ cần kéo lên trên đầu ở mấy thành, các bạn vuốt bên này cho mình, vuốt sang các bạn vào chỗ đây, nó ghi là cài đặt nổi bật, tức là mình mà không muốn cho cái đấy nó nổi lên mình tức là những dấu bỏ nổi bật thì cái đấy nó sẽ mất. Còn bạn muốn thêm cái gì nổi bật ở đấy bạn thêm ở đây. Đây là mình giải thích qua về cái này một chút, và tí nữa mình sẽ đi vào vấn đề chính là đổi hình nền và cài đặt gói ngôn ngữ cũng như là hạn mức giao dịch cho các bạn. Vì nhiều bạn không biết cái này, nó cũng mới ra mắt nên nhiều bạn bỡ ngỡ, thì các bạn hay hỏi mình ở đây. Nhân tiện video mình giải đáp luôn các thắc mắc của các bạn. Nếu các bạn muốn vào những cái ứng dụng nào nó nổi bật thì các bạn chỉ việc thêm vào, và các bạn muốn cái nào bỏ đi các bạn việc bỏ nổi bật đi. Rồi ok, đấy là mình đã nói qua về cái giao diện mà tại sao trên này nó như thế này mà bên dưới các bạn thắc mắc là gạt nên nó lại có như trên, thì mình đã trả lời qua các bạn đã bắt được. Và giờ mình vào cái vấn đề chính, như là nhiều bạn hỏi mình đã đổi hình nền như thế nào ấy, để hình nền này nó màu đen nhìn nó khó nhìn với nó xấu. Thì có hai cách đổi hình nền. Cách thứ nhất thì mình chỉ cho các bạn là vào ba cái gạch ở cuối màn hình nhé, ba cái gạch các bạn mở lên thì các bạn là gạt lên trên, các bạn nhìn nó chữ nó ghi là đổi hình nền ứng dụng. Ở đây thì nó có cũng chỉ có 4 cái 5 cái 6 cái 2 4 6 8 10 cái hình cho các bạn chọn này nhé. Đây, tất cả các hình nó để đây, các bạn chọn tùy ý. Các bạn muốn hình là bất kỳ, ví dụ hình trắng các bạn thích ở đây, các bạn cập nhật mình về trang chủ, đây nó ra hình trắng. Nhưng hình trắng mình thấy nó cũng không dễ nhìn lắm. Các bạn này, đây mình chỉ luôn cách thứ hai, vừa nãy mình đấy là cách thứ một. Cách thứ hai thì nó nhanh hơn, là các bạn nhìn trên đầu nó có cái biểu tượng này nhá, đây biểu tượng này các bạn mở lên, ok, đây là nó ra chỗ giao diện để mà mình cập nhật cái hình ảnh ấy. Thì mình cứ để theo cái hình đầu ấy. Đó là nó lại về hình ban đầu. Các bạn tùy ý theo ý của các bạn nhé, các bạn muốn nó cập nhật cái hình nào các bạn làm như vậy. Và mình vào luôn cái chỗ mà các bạn hỏi mình là cài đặt ngôn ngữ như thế nào ấy. Có bạn thì bảo em chốt cài ngôn ngữ sang tiếng Anh, bây giờ muốn quay về tiếng Việt làm nào. Thì trên máy mình, ứng dụng mình đang để tiếng Việt, thì các bạn điều đầu tiên các bạn cũng vào ba cái gạch cuối màn hình cho mình, mở lên các bạn vào chỗ cài đặt này nhé. Tiếng Anh thì chắc là setting ấy, thì các bạn vào setting. Rồi các bạn gạt lên, các bạn nhìn thấy chữ đổi ngôn ngữ này. Nếu các bạn đang để tiếng Anh, các bạn chỉ việc xem cái dòng của nó là 2, 4, 6, dòng thứ 7 thôi. Từ chỗ setting xuống dòng thứ 7, các bạn mở lên. Đây, mở lên này. Thì các bạn nếu mà tiếng Anh, các bạn tích vào đây. Các bạn ấn thay đổi là xong. Còn tiếng Việt thì các bạn tích đây, cũng ấn thay đổi xong. Thế là ok cái mà các bạn hỏi mình là đổi ngôn ngữ như nào. Còn cái nhiều bạn bảo là bây giờ muốn cài đặt cái hạn mức giao dịch vượt quá 100 triệu trong một ngày, thì mình hướng dẫn luôn. Ở video trước mình cũng nói sơ qua, nhưng mà
các bạn vẫn chưa hiểu lắm ấy. Để cái này mình là úp lại các bạn. Thì đây là các bạn cũng vào ba cái gạch ở cuối màn hình, và các bạn cũng vào cài đặt cho mình. Thì video trước mình cũng nói sơ qua về hai cái VCB Smart này với cả cái cài đặt hạn mức chuyển tiền. Thì cái hạn mức chuyển tiền thì tất nhiên các bạn phải cài cái dòng trên là cài đặt VCB Smart OTP, và giờ mình hướng dẫn luôn cho các bạn cái mà cài hạn mức chuyển tiền. Vì cái dòng trên thì mình cũng đã làm một hai cái video để hướng dẫn, thì các bạn có thể vào kênh của mình, các bạn search lại cái video của mình các bạn xem. Vì cái ứng dụng ban trước nó chưa cập nhật, nó là Mobile Banking, thì nó cũng hoàn toàn giống như cài đặt cái ứng dụng VCB D-Bank này thôi, không có gì là khác. Giao diện vào thì mình đã chỉ các bạn là mình vào nó khác một chút, thì còn đâu vào cài đặt nó như nhau. Bây giờ mình vào cái hạn mức chuyển tiền ở đây để mà thay đổi được, thì đây là cái mức hiện tại mình đang để 300 triệu trên một ngày. Còn các bạn mà muốn thay đổi thì các bạn vào chỗ mũi tên đây, thì đây nó cho một số cái mức cho mình lựa chọn. Thì bây giờ mình muốn chuyển thêm 500 triệu trên một ngày đi. Đó, mình để 500 nhé các bạn nhé, và đang tiếp tục. Thì đây mình nhận là nhận VCB Smart OTP. Cái này là cái mà mình hướng dẫn các bạn cài rồi đấy, thì mình tự tạo mật khẩu mình nhập vào đây. Giờ mình ấn tiếp tục, mình nhập cái mật khẩu vào, và tất nhiên là mật khẩu thì mình cũng phải che lại không cho các bạn xem rồi. Khi nhập xong mật khẩu thì mình ấn tiếp tục, mình ấn tiếp tiếp tục. Đó các bạn xem đây, cài đặt hạn mức giao dịch thành công. Cái mức mình cài là 500 triệu cho một ngày ấy. Ok, thì video mình đã làm và hướng dẫn cho các bạn những câu hỏi mà các bạn đưa ra cho mình. Thì bạn nào mà còn chưa hiểu cần vướng mắc ở đâu, các bạn cứ comment bên dưới video, mình sẽ trả lời cho các bạn chi tiết hơn. Có chỗ nào các bạn không hiểu hay nào có vướng mắc ở đâu, các bạn cứ để lại nhận xét bên dưới video. Và clip mình làm đây cũng xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.